Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thông cáo báo chí sáng ngày 6 tháng 4 của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, đến 16 giờ chiều ngày 5 tháng 4, các bệnh viện đã tiếp nhận 37 học sinh thuộc hai trường tiểu học Vĩnh Trường và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Trường. Các bệnh viện đã cho 7 học sinh về nhà, theo dõi ngoại trú, hai em được xuất viện, 28 em còn lại được theo dõi tại các cơ sở y tế. Tất cả đều có sức khỏe ổn định. Trước đó, sáng ngày 5 tháng 4, nhiều học sinh của hai trường nêu trên đã ăn sáng tại những quán khác nhau ở bên ngoài. Đến 6 giờ 45 phút, một số em có dấu hiệu chóng mặt đau đầu nôn ói. Nhà trường đã liên hệ phụ huynh tổ chức đưa các em này về nhà theo dõi hoặc đến cơ sở y tế để kiểm tra. Qua tìm hiểu, đa số học sinh cho hay đã ăn món cơm gà xé. Một số em khác cho biết đã ăn bánh mì que, xúc xích, hamburger gà ở gần hai trường học. Phần cơm gà giá 20.000 đồng, gồm thịt gà xé, xúc xích, rau răm, dưa leo, trứng sốt và một bịch canh trứng, nước mắm. Về trường hợp một học sinh của trường tiểu học Vĩnh Trường tử vong, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cho hay, trước khi đến lớp, em này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường, cụ thể là ăn sushi uống nước ngọt. Sau khoảng 30 phút ăn uống, em này có biểu hiện muốn nôn xui bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu. Hội đồng y khoa bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã hội chẩn và kết luận em này ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, chưa rõ nguyên nhân. Sáng ngày 5 tháng 4, các cơ quan chức năng và công an thành phố Nha Trang đã đến làm việc tại các quán ăn trên địa bàn, thu thập thông tin, mẫu thức ăn để phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân. Chiều cùng ngày được sự đồng ý của gia đình, Trung tâm Giám định Pháp Y đã tiến hành khám nghiệm tử thi học sinh nêu trên, lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân. Đến tối ngày 5 tháng 4, sau cuộc họp liên ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang thống nhất yêu cầu ngành y tế khẩn trương sớm có kết quả giải phẫu tử thi, trên cơ sở đó xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, bảo đảm đúng quy định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang đề nghị nhà trường chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc động viên, thăm hỏi các gia đình học sinh. Liên quan đến vụ việc này, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc điều tra vụ việc tại trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang. Văn bản nêu rõ, Cục An toàn Thực phẩm đã nhận được thông tin từ Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về vụ việc một học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tử vong, chưa rõ nguyên nhân vào sáng ngày 5 tháng 4 cùng với đó một số học sinh khác cùng trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn sáng tại các hàng quán và người bán hàng rong xung quanh các trường. Đặc biệt trong thời gian từ đầu năm 2024 trên địa bàn thành phố Nha Trang cũng đã xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn số 711 ngày 5 tháng 4 đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp điều tra xử lý xác định nguyên nhân vụ việc và công khai thông tin kịp thời để tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có đồng thời các cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng ngành giáo dục và đào tạo tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực trường học bếp ăn trường học cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống các đối tượng cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học các trường cần nâng cao trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường ban phụ huynh học sinh trong công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tập trung triển khai các nội dung công văn số 557 ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Cục An toàn Thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2024. Hồi cuối tháng 1 năm 2024, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin kèm video, một bà lão được cho là người vô gia cư giả, chuyên đi nhặt ve chai và giả khổ để nhận quà từ thiện từ các nhà hảo tâm. Thế nhưng thực tế, bà lão này có nhà biệt thự cổ trị giá hàng chục tỷ đồng ở trên phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thông tin trên ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình với việc làm của bà, nhưng cũng không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm vì bà đã tuổi cao sức yếu phải đi nhặt ve chai, xin đồ từ thiện để sống qua ngày. Theo tìm hiểu, bà lão được nhắc đến trong câu chuyện trên tên là Nguyễn Thị Kim Phượng, 85 tuổi, sinh sống tại ngôi nhà biệt thự Pháp Cổ, ở địa chỉ số 63 phố Tô Hiến Thành, giá trị hàng chục tỷ đồng. Ngôi nhà này có 3 hộ gia đình sinh sống, bà Phượng có hộ khẩu ở tầng 1, còn tầng 2, 3 là của gia đình khác. Câu chuyện về bà lão này những tháng ngày qua vẫn được dư luận quan tâm. Nhiều người vẫn thường xuyên qua nhà bà Phượng để xem tình hình bà ăn ở thế nào. Thế nhưng từ cuối tháng 3 năm 2024 cho tới nay, nhiều người bất ngờ vì không thấy bà Phượng trở về nhà nữa. Ngày 5 tháng 4, một cán bộ thuộc Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, cụ bà Nguyễn Thị Kim Phượng, 85 tuổi, phường Lê Đệ Hành, quận Hai Bà Trưng, đã được đưa vào tập trung tại trung tâm từ cuối tháng 3. Lý do bà lão được đưa vào trung tâm là do bà đi lang thang xin ăn xin tiền trên đường phố. Vì này thông tin, cô bà nói là đi nhặt rác, nhưng trên thực tế là ngồi tại điểm đèn giao thông ở các ngã tư, rồi xin ăn xin tiền của người dân. Theo quyết định 2252 trên quy đề UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người có hành vi xin ăn xin tiền, bao gồm người đi cùng, sẽ được đưa đến các cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố để chăm sóc nuôi dưỡng, chờ đưa về nơi cư trú hoặc nuôi dưỡng lâu dài đối với người chưa xác định được nơi cư trú. Đội khảo sát của Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 đã phát hiện bà Phượng xin tiền trên phố từ cuối tháng 3, nên đã quay phim chụp ảnh rồi tập trung bà về trung tâm. Theo hướng dẫn số 2320 về việc thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội, trung tâm sẽ chăm sóc quản lý bà Phượng trong vòng 3 tháng. Cán bộ trung tâm nói, chúng tôi đã thông báo với gia đình và chính quyền địa phương, nơi bà cư trú để chuẩn bị điều kiện cho cụ tái hòa nhập cộng đồng sau 3 tháng. Chính quyền phường Lê Đại Hành cũng xác nhận bà Phượng đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, phường đã kết hợp tổ dân phố xuống nhà dọn dẹp và thu gom rác thải giúp bà. Mặc dù chấp nhận bản án 3 năm tù giam và đã đi thụ án, nhưng bất ngờ tại phiên phúc thẩm ngày 4 tháng 4, bà Nguyễn Phương Hằng được giảm từ 3 năm tù xuống 2 năm 9 tháng, giảm 3 tháng tù. Việc cấp phúc thẩm bất ngờ giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng dù bà này không có kháng cáo. Viện kiểm sát không kháng nghị khiến nhiều người thắc mắc, liệu việc giảm án này có đúng luật hay không? Luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho hay, căn cứ điều 345 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, trong vụ án hình sự khi xét xử phúc thẩm, ngoài việc xem xét các phần có kháng cáo, các phần có kháng nghị, tòa án phúc thẩm còn có thẩm quyền xem xét thêm các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị vì vậy dù bà nguyễn phương hằng không kháng cáo về mức án của mình ở bản án sơ thẩm nhưng xét thấy có một số yếu tố có căn cứ giảm án cho bị cáo và cần thiết thì cấp phúc thẩm xem xét tuyên giảm án đây là quyền luật định của hội đồng xét xử phúc thẩm thực hiện khi cần thiết như vậy mặc dù bị cáo không kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm vẫn có thể giảm án là đúng theo quy định pháp luật thẩm quyền cấp phúc thẩm không chỉ nằm trong phạm vi đưa ra tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm những vấn đề có kháng cáo kháng nghị mà còn xem xét toàn diện vụ án để nếu cần thiết sẽ tuyên xử trong bản án phúc thẩm. Trước đó tại phiên phúc thẩm dù không có kháng cáo nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn xin được giảm án. Dù bị cáo không kháng án nhưng bị cáo mong hội đồng xét xử hãy công tâm. Bị cáo là người vợ tốt, người mẹ tốt, công dân tốt của xã hội. Bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo dù một ngày, một tháng bị cáo cũng thấy hạnh phúc, xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự. Bà Hằng trình bày. Hội đồng xét xử nhận định dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí, khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ. Vì vậy, cấp phúc thẩm đã giảm cho bị cáo 3 tháng tù. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Tính đến thời điểm này, ngày 6 tháng 4 năm 2024 thì bị cáo đã chấp hành án được 2 năm 12 ngày.